xót thương cho cảnh hai bé mồ côi, cha thì bỏ đi lúc chưa chào đời. Một thời gian sau mẹ cũng bỏ đi lấy chồng mới, để lại hai cháu phải sống nương tựa vào bà ngoại. Ngày ngày phải ăn cơm với rau luộc, với kho quẹt để sống qua ngày. Còn bà ngoại phải nhặt ve chai để kiếm tiền lo cho hai cháu. Dạ, câu chuyện như thế nào thì mời quý khán giả theo độc lạ đó đây vào để xem câu chuyện có thật hay không ạ. Con cho chú hỏi thăm nè, con ăn cơm với gì vậy? Kho quẹt. Kho quẹt hả? Rồi sao không có cá thịt gì mà con ăn cơm với kho quẹt vậy? Không có tiền mua cá. Không có tiền mua cá hả con? Tính ơi, con ăn cơm với gì vậy? Với quẹt. Với quẹt hả con? Đó. Rồi sao con không ăn cá với thịt? Không có tiền. Không có tiền nha. Đó. Cha con đâu rồi? Con mất rồi. Cha con mất rồi hả? Vậy còn mẹ đâu? Mẹ đi lấy chồng rồi. Mẹ đi lấy chồng rồi hả? Đó. Rồi mẹ đi lấy chồng rồi gì con buồn không? Hả không. Tính? Không buồn ha. Ừ, Hương cho chú hỏi thăm nè. Như vậy là em con nói là mẹ đi lấy chồng hả? Dạ. Vậy là con không có mẹ với cha đúng không? Dạ. Rồi cho chú hỏi thăm là con nhớ mẹ không? Nhớ. Vì sao mà mẹ đi lấy chồng rồi con không đi theo? Sao con không đi theo mẹ? Không đi, con ở với ngoại. Ngoại với ngoại hả? Dạ. Có khi nào con đòi đi theo không? Không. Không hả? Cho chú hỏi thăm nè, rồi con nhớ cha không? Nhớ. Rồi con là cha với mẹ con bỏ con từ hồi nào? Hồi lúc con còn nhỏ. Lúc con còn nhỏ hả? Đó. Rồi có khi nào mà con không có cha không có mẹ cái có khi nào con buồn không? Có. Rồi lúc đó con làm sao? Con buồn quá rồi con làm sao? Với mẹ. Với mẹ hả? Đó. Có khi nào mà con khóc không? Có. Có ha. Ừ. Cho chú hỏi thăm nè. Rồi con đi học á, cái gì đó rồi bạn hỏi con á, mẹ cha đâu rồi bạn con nói làm sao? Mẹ đi lấy chồng rồi. Còn cha? Con có cha. Con có cha luôn, nói với bạn vậy đó ha. Cái lúc mà con đi học cái gì đó, rồi con có tiền ăn bánh gì không? Con không. Có tiền ăn bánh không? Không. Không có ha. Rồi thấy bạn ăn bánh rồi sao? Thèm quá rồi sao? Con xin. Con lại con xin sao đâu, kể chú nghe coi. Con nói làm sao? Cho mình mấy bạn. Rồi bạn có cho không? Có. Có cho ha. Ừ. Có bạn nào không cho không? Không. Chàng ơi chàng. Tính ơi. Rồi con bình thường con có tiền ăn kẹo không? Có không con? Không. Không có tiền ăn kẹo hả? Rồi con thèm ăn kẹo quá rồi sao? Con thèm cục kẹo rồi sao? Thèm ăn cơm. Thì ăn cơm hả con? Thèm quá rồi chạy vô ăn cơm đỡ hả? Rồi có tiền mua sữa không? Không. Rồi thèm sữa quá rồi sao? Ướt lạnh. Ướt lạnh. Uống nước lạnh hả? Uống nước lạnh đỡ ghiền hả? Chàng ơi chàng, tội nghiệp gì? Rồi uống nước lạnh vô rồi vẫn còn thèm rồi làm gì? Uống nước lạnh rồi còn thèm sữa không? Không nha. Rồi con ăn cơm với cái kho quẹt gì rồi ngon không?
Ngon không? Kể chú nghe coi. Hả? Ngon không? Hả? Ngon lắm hả? Còn cái này là cái gì vậy? Con biết không? Hả? Con biết cái này là cái gì không? Biết không Tính? Không nha. Cái đó là cái gì mà chú thấy cộng cộng vậy con? Con muốn. Con muốn cái này là sao, luộc hay sao? Luộc. Là con hai chị em ăn cơm với con muốn luộc với kho quẹt vậy đó hả? Dạ. Chàng ơi chàng, rồi sao không kêu bà ngoại mua đồ ăn cho con? Không có tiền. Rồi bình thường là bà ngoại con làm cái gì để kiếm tiền nuôi hai đứa? Con làm mẫu. Lụm dây chai hả? Dạ. Rồi hai đứa con có đi theo lụm tiếp không? Có. Có nữa hả? Ừ. Rồi sao con đi học được? Có bữa nãy con lụm chung hả? Rồi đi lụm chung như vậy rồi dọc đường rồi khát nước rồi sao? Nhịn. Nhịn luôn hả? Tính có đi. Thì bữa nay có quay lại một cái hoàn cảnh của hai cái đứa bé á. Cha thì bỏ, mẹ thì cũng bỏ và đi lấy chồng khác. Thì mấy anh em bữa nay lại đây nè, không chúc Quý Ngôn thì lại thấy cái cảnh là hai anh em đang ăn cơm nè. Hỏi Quý Ngôn coi hai anh em ăn gì không? Con gái ơi, mấy chú mới lại nè con. Hai chị em đang làm gì vậy? Ăn cơm. Ăn cơm hả con? À. Tính ăn những gì vậy con? Cơm. Ăn cơm hả? Rồi con ăn cơm với gì vậy Tính? Con ăn cơm với gì vậy? Kể cho chú nghe coi. Hả? Quẹt. Quẹt hả? Chàng ơi chàng. Rồi chị ăn cơm gì hả? Kho quẹt. Chàng ơi không có thịt sao con? Con gái không có thịt sao? Thế ơi. Dạ. Cho chú hỏi thăm nè, rồi bà ngoại con đâu rồi? Con lụm rồi. Bà ngoại đi lụm cái gì con? Dây chai. Lụm dây chai hả? Rồi mấy bữa nay con ăn cơm với gì? Mấy bữa nay con ăn cơm với gì? Kể chú nghe nha. Kho quẹt. Kho quẹt hả? Rồi sao không mua cá ăn con? Không có tiền. Trời ơi. Không có tiền hả? Dạ. Thôi để cho mấy chú gắn cái này lên rồi trò chuyện với con chút xíu nha. Ngoại ơi, cho con hỏi ngoại. Sớm á, con Quý Ngôn đi lại đây nè. Thấy cái cảnh mà hai đứa cháu ngoại á, nó ăn khô quẹt với gà muống rồi ngoại. Nhà mình bộ không có mua cá cho cháu. Không có tiền chú ơi. Đi lượm bữa nào có mấy chục ngàn không có đủ đâu hết. Trời ơi. Đừng có cơm gạo nó cho khô quẹt ăn. Có gì ăn lấy à. Rồi là mấy bữa nay là ngoại không có tiền rồi. Ngoại đau luôn, ngoại bệnh cũng có làm gì ra tiền hết á. Ngoại không có tiền mua cá sao ngoại? Không có tiền mua thuốc uống luôn nữa. Con gái ơi. Dạ. Cho chú hỏi nè. Rồi mấy bữa nay là ngoại là không có mua cá cho con ăn hay gì ạ? Dạ. Rồi con ăn khô quẹt này có ngán không? Không. Sao mà không ngán? Con thấy ngoại sao con thương sao đâu? Con có thương ngoại không? Có. Ngoại làm cái gì nuôi con? Ngoại bán bong bóng. Bong bóng đi làm mũ đó hả? Dạ. Ngoại không có bán nữa, không thấy đường, không có bán. Ngoại đi định mũ không mà. Ngoại rồi hai cái đứa này nè ngoại, hai cái đứa cháu ngoại này là ngoại nói là hồi cái cấp đầu tiên á là mẹ của nó đó là rồi tính bỏ nó hả ngoại? Dạ thầy. Rồi tôi nói hậu dữ lắm. Thôi mày để gì xấu cũng xấu, thôi để tao nuôi. Rồi cái bắt đầu nó để tôi nuôi trong bụng, nuôi ra nuôi tới giờ luôn. Sanh rồi ba bé rồi đâu ngoại? Nó ở cái bầu nó bỏ hết trơn. Trời ơi, vậy đâu ngoại là một cái người phải lo hai đứa cháu này ngày đêm luôn. Ngoại bây giờ là ngoại đi làm cái gì nuôi cháu ngoại? Thì đi lụm như trai vậy đó, bữa lụm còn hai ba bữa gãi tuần lễ nay bệnh không có làm gì được hết. Thì cho nên cháu nói là mấy bữa nay á khu quẹt. Có vậy ăn nấy vậy đó. Ôi ngoại ơi, con thấy cái cảnh này hay quá nè. Con gái, cho chú hỏi nè. Dạ. Rồi hồi đó giờ con có biết cha con không? Không. Rồi mẹ con? Con có thấy biết mẹ thôi à. Mẹ con có thường về đây không? Không. Không thăm con luôn á. Không thăm con luôn. Rồi con có giận mẹ không? Có.
Con dặn mẹ làm sao, con nói cho chú nghe coi. Con dặn mẹ làm sao? Con muốn nói chuyện với mẹ không? Ví dụ mà con muốn nói chuyện đó là con nói gì với mẹ? Con có hỏi tại sao mẹ không nuôi con hay gì đó, con có hỏi không? Con nói coi. Con nói cho mẹ con nghe coi. Con gái gì đó là con cũng dặn mẹ ha. Dạ. Hồi đó giờ mẹ có nuôi con không? Không. Ai nuôi con? Ngoại. Bà ngoại nuôi nha. Dạ. Con thương ngoại nhiều không? Nhiều. Con trai ơi, cho chú hỏi nè. Rồi con có nhớ mẹ không? Dạ, nhớ. Nhớ hả? Rồi mẹ con có về thăm con không? Không. Không. Rồi cha con đâu? Cha con mất rồi. Mất rồi hả? Ừ. Rồi là con không có cha đúng không? Ừ. Rồi bữa nay ăn cơm với gì nè? Quẹ. Người ta nói rồi cả nhà, thì những người thì có ăn thịt ăn cá, còn hai đứa này ăn quẹ quanh năm suốt tháng mà không có chán vậy chứ. Có khi nào ngoại có mua cho con cái miếng thịt đồ ngon được không con? Con gái? Dạ. Có không? Có, dạ. Có khi nào ngoại có tiền mua đồ ăn ngon cho con không? Có. Có hả? Lâu lắm hay là sao? Lâu lắm. Ngoại, con hỏi ngoại ơi. Ừ. Rồi như ví dụ mẹ bé mà bỏ bé rồi đó, có gửi chu cấp tiền gì cho ngoại? Không có ngàn nào, nó còn gạt con lấy tiền nữa. Như thế nào ngoại? Tôi đã mượn gì có tiền, nó mượn cái nó lấy luôn. Mượn là điện thoại về hay sao ngoại cởi gọi? Nó mượn rồi, ở đây cái về đây nó mượn rồi, cái nó đi. Hỏi mượn ngoại không sao? Trả. Mình thấy nó khổ, mình cũng khổ nữa. Có nhiều người nhiều, lấy luôn, gạt lấy hoài luôn. Rồi sao ngoại cho mượn làm chi? Mình làm như mình yếu hơn nó gì vậy? Nó nói hoài, cái mình chịu nổi mình đưa nó, cái nó lấy hết, cái mình đau không tiền. Là ngoại thường, là ngoại bữa nay, là ngoại nó cũng cần tiền để mổ mắt của ngoại. Với bệnh cả tuần này, không có đi lụm được. Rồi không có tiền được rồi lấy cái gì cho mấy đứa nhỏ này nó thì ăn có mà. Gì ăn đấy, hồi nào tới giờ có gì ăn đấy vậy đó. Gạo là ngoại mua hay là gạo ta cho của cô chú ta cho. Ừ. Rồi ngoại cho con hỏi ngoại, rồi hai đứa nhỏ này nè, không có cha không có mẹ gì đó, ngoại thì tuổi cao nè, ngoại có lo cho hai cái đứa nhỏ này sau này không ngoại, cái cuộc đời giờ tới đâu ngoại, tới đó giờ mình không có tiền, mình nghèo lấy đâu có. Ngoại nhiều khi ngoại thấy là ngoại có tuổi thân cho hai cháu không? Tuổi chứ. Nhắc tới cháu là mình buồn dữ lắm. Buồn không biết mình sống được nhiều lần mình lo cho nó. Ừ. Nên là thật lòng mà nói luôn. Mình vậy nè. Người bắt đầu mình bệnh vậy nè, mình đâu có tiền để lo cho nó đâu. Dạ. Ngoại. Nhiều khi nó muốn ăn miếng bánh gì đâu gì đâu có tiền để mua. Ngoại rồi bằng đêm đó ngoại. Ừ. Mà không thấy cha mẹ nữa. Nói chung á thì có cha mẹ thì nó sẽ tốt hơn, nhưng mà ngoại thì tuổi cũng cao, mắt thì mờ. Mà lo hai đứa này á, rồi có khi nào mà bữa đó đó hết tiền rồi trong nhà mình hết gạo luôn không ngoại? Cái vừa hết cái người ta cho bịch gạo 5kg, 10kg gì đó cái nấu ăn. Rồi cũng đến lúc tới lúc đó ngoại. Ừ. Tụi mình cũng có cái duyên á. Rồi ví dụ mà cháo bằng đêm á, nóng này kia đồ đó, rồi tiền ngoại có tiền đi mua thuốc cho hai đứa không? Thường ngày tôi lượm chai chai, cái tôi nhín ra 5-10 ngàn, cái tôi mua thuốc để dành. Gì ngoại mua thuốc để dành hả? Ừ. Ví dụ giờ ngoại mua thuốc để dành là ngoại mua thuốc gì? Thuốc sốt, rồi cái thuốc nóng, cái mua vậy thuốc ho vậy đó. Rồi ngoại mua để dành vậy đó? Mua để dành vậy đó, có khi mua anh thị 20-30 ngàn, cái tôi lấy vậy, cái tôi cho tôi lấy 5-10 ngàn à. Sao mà không biết là tới đặng thí dụ ngoại mua gì rồi sao biết mà cháu thí dụ thì mua đại cháu, gì đó cháu. Ừ. Chẳng hạn như nó cháu nóng nè hay này nọ đồ đó ngoại mua mua để thủ nhà nó không ngoại? À, người ta cho nữa. Ừ. Thuốc người ta lấy vậy, ta cho anh thấy 20-30 ngàn, ta lấy 10 ngàn à, ta lấy vốn lại. Ừ. Ừ, tôi mua thuốc tôi uống người ta cũng cho tôi vậy đó. Ngoại, cho con hỏi ngoại, rồi cha bé mà hồi đó như thế nào mà
bỏ bé luôn ngoài. Cho bé gặp mẹ thì có hai bé, cha mẹ cha bé ăn chơi không à. Cái tôi nói thôi vậy vậy thôi luôn đi. Rồi cái để tôi lấy vậy cái nó mẹ nó đồ phá bỏ cái tôi sẽ nói thôi đừng có phá tội dữ lắm. Đúng rồi, nuôi ha. Để nuôi để tội dữ lắm, một bạn con người đâu phải giỡn đâu. Ngoại. Mình nuôi hả? Như vậy là ngoại nói là nếu mà không có ngoại là hai đứa cháu này không có luôn. Không còn nữa ha. Dạ không còn luôn. Trời ơi, lại thương quá ngoại. Rồi bây giờ ngoài phải đi lượm mũ. Đi lượm mũ. Chị người ta cho gì thì về đó. Mình ăn nấy, cho gì lấy nấy, cho câu quần, cho áo mặc nữa nè. Thầy cái đó là thầy kinh luôn, cho quanh năm luôn á. Có khi nào mà ngoại mấy đứa cháu nè, tới mà đi chích thuốc ngừa đâu đó. Rồi ngoại là đi bồng đi hay sao ngoại? Ngoại dắt đi. Dắt đi. Ừ. Có ai hỏi ngoại là... cháu hay là con của ngoại gì không? Người ta nói con tôi nói cháu tôi. Người ta nói con không nha. Có hỏi hoàn cảnh không ngoại? Không. Người ta hỏi bộ cho con hay vậy nói cháu mẹ nó bỏ rồi tôi đi bán bóng vậy đó rồi tôi đi lượm đồ mũ vậy đó rồi nuôi. Rồi ta thấy vậy ta cho gạo. Rồi ta cho quần áo mặc. Ta thấy đi đâu nè hai đứa để lên trước chào gì đó rồi ôm đi. Là ngoại ngoại nuôi cháu là hồi cái cấp từ trong bụng nuôi ra ngoại. Luôn mà ngoại mà hai đứa nè thì thay vì mà cái đứa lớn á, thì nó chênh lệch với nhau quá, đứa nhỏ không chênh lệch á, cái này là ngoại nói là mẹ bé bỏ. Ừ. Hai đứa nó chắc nè trẻ nhỏ này mới có bầu một tháng rưỡi rồi bỏ ha. Cái tôi không chịu, tôi nói mày đừng làm vậy tội dữ lắm, mà tôi đã ăn chay không à, tôi ăn chay 10 năm. Rồi tới đứa nhỏ này rồi cái rồi cái tôi xin lại cái nó bắt tôi trong bụng nuôi nắng ra luôn, cái đẻ cái nó bỏ cái đứa này cái chồng khác hay là một chồng một thứ một cha, cái bắt đầu cha nó ăn chơi thì kia nọ, cái hứa tôi xin lại tôi nói thôi tội dữ lắm, ta ăn thương cái giấy trời Phật đó, cho được để tôi nuôi để tội dữ lắm. Rồi tôi cô rồi như thế nào cô, hai đứa thì chênh lệch với nhau con thấy thì cũng lớn lắm, mà ngoài nó bỏ là sao? Tại vì có bầu đứa này thì cái mẹ nó rồi đem bỏ. Cái tôi không xin lại để đẻ nuôi tôi cũng không có cháu. Cái để cái chừng đẻ ra trong bụng ra nó bắt tôi nuôi luôn, cái tôi nó không ai giữ nữa. Mà cái này là một cha hay sao? Một. Rồi tới đứa nhỏ ngoài cỡ cái đứa nhỏ này cái được 2 tháng 12 ngày cái nó đền nó bỏ nữa. Cái tôi nói thôi tội dữ lắm. Bỏ nữa là sao? Rồi nó bỏ. Rồi nó cũng vậy đó, nó bỏ làm không vậy. Cái tôi nói thôi để sanh ra đi tôi nuôi chứ để tội lắm. Nó cũng nhờ đi dọc đường á, người ta cho tiền mua sữa mua đồ tiếp. Rồi tới sanh ra rồi là tôi nuôi luôn. Là giao cho ngoại mấy tháng là giao cho ngoại. Không có mấy tháng. Sanh ra trong bệnh viện là có ống, giờ tôi nằm đi bé luôn. Rồi tới gần bước ra nhà tôi lo luôn tới giờ. Rồi mẹ bé sữa đâu cho bú ngoại? Mẹ bé không có sữa. Mẹ bé không có nuôi. Là mấy tháng mẹ bé mới bỏ bé. Cũng như là sanh ra là tôi lo sữa lo đồ hết luôn. Tôi đi kiếm tiền tôi mua. Rồi dắt đó mẹ đó bé còn sống ở với bé không hay là bỏ đi? Còn sống với bé. Rồi quay á có mấy tháng cái bé mẹ bé không lo tiền mua sữa nữa. Vì tôi lo hết trơn á. Và cái câu hỏi ngoại là mẹ bé sanh bé rồi mấy tháng mới bỏ đi có chồng khác nữa thì cũng được, tôi thì mới có chồng nữa, nghĩa là cũng cả năm rồi thì cũng sửa tiền thì tôi cũng phải cấp nuôi hoài gì đó. Thì mẹ bé muốn đi đâu thì bỏ đại gì đó rồi đi à. Trời ơi, vậy mà tạo ra cho hai cái đứa nhỏ này chi rồi bây giờ để cho ngoại chèn. Bây giờ muốn đi nha, bé còn bú vợ cũng dục ngang đi nữa. Là con gái của ngoại đó hả? Con gái ruột hả? Con gái dục ngang là đi đó, rồi tóc la gì la, rồi mình nghe nghe thì mình ấm, mình nuôi, mình lo. Chừng nào muốn về thì mới về. Có phải là con của con gái của ngoại không mà sao? Đấy, mà sao nó nói vậy? Con? Nói vậy đó ai biết. Ta nói cha mẹ rất là thương con phải không ngoại?
mà còn cái này thì đổi ngược lại sao vậy? Không có thương. Trời ơi, vậy mà tạo ra cho hai đứa làm chi? Tôi dạy nắng và mưa ngày đêm. Tôi để vô cái sọt xài vậy nè. Cái thấy người ta bán bóng, tôi cũng bắt đi theo tôi bán. Rồi cái bắt đầu tôi băng lên cái sao xe á, tôi cột lên cái, tôi lấy cái cây dù, lụm cây dù á, cái trên tôi chụp xuống. Rồi cái đầu đó, chừng nào bé đói á, thì cho bé bú. Còn chừng nào mắc mưa á, thì vô mới đục, chừng nào hết mưa, chở bé về. Vậy là hai cái đứa nhỏ này là theo ngoại là từ hồi cái cấp mà vòng trên tay thế bây giờ đúng không ngoại? Phải. Rồi ngoại, rồi sao ngoại không có mua cái đồ ăn ngon cho cháu mà con bé quẹt không ngoại? Không có tiền. Không có tiền luôn? Không có tiền mua cho nước mắm nữa. Nước màu còn không có ăn luôn. Hết tiền luôn. Đau hoài à. Con gái ăn cơm hết cơm luôn đó hả? Tiền ăn ngon không? Tôi cứ hỏi nè, rồi có khi nào á ngoại á có mua đồ ăn ngon 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 cho con không? Có khi nào không? Có bao giờ con được ngồi tiệm ăn cơm tiệm chưa? Chưa. Chưa hả? Chưa có từng ngồi lại tiệm mình ăn ha. Dạ. Mình chỉ ăn ở nhà thôi chứ khu quẹt hả con gái? Dạ. Con gái ơi. Dạ. Con gái cho chú hỏi thăm nè, chú thì được biết á là mẹ con á thì bỏ đi lấy chồng mới đúng không? Còn cha con thì cũng bỏ con á, rồi lâu vậy rồi không có gặp mẹ rồi cũng buồn lắm. Buồn. Rồi con có nhớ mẹ không? Có. Ừ. Rồi như vậy cha con á, rồi con có nhớ cha không? Có. Khi mà con đi học á, mà không được mẹ với cha đưa rước nè, rồi trong lòng con có khi nào con buồn không? Buồn. Vì sao con buồn? Không có mẹ. Không có mẹ cũng buồn nha. Dạ. Ừ. Vì sao tự nhiên mẹ con bỏ con vậy? Con mẹ không thương. Mẹ không thương con hả? Dạ. Mẹ tính ơi. Ừ. Con không có mẹ rồi con buồn không? Ừ. Buồn hả? Ừ. Nhớ mẹ không? Ừ. Nhớ nha. Ừ. Rồi con không có cha rồi con buồn không? Ừ. Buồn luôn. Rồi nhớ cha không? Ừ. Nhớ nha. Ừ. À, con gái, nếu như mà con có một điều ước á, thì con sẽ ước mong điều gì, con kể cho chú với quý vị khán giả được biết đi. Con ước mơ điều gì? Ước mơ của mẹ, của cha. Trời ơi, cha. Vì sao con nói như vậy vậy con gái? Nhớ mẹ, nhớ cha. Con ước mơ có được mẹ với cha hả con? Dạ. Con có cha với có mẹ để làm gì nè? Kể cho chú nghe đi. Thương con. Nhưng mà chú lấy con á, con khóc á, vì sao con khóc vậy? Nhớ mẹ. Nhớ nhiều lắm hả con? Có khi nào ban đêm á, con nhớ mẹ mà con nằm con khóc không? Có. Rồi lúc đó rồi sao con khóc rồi con nói làm sao? Hả con gái? Lúc con nhớ mẹ đó con khóc rồi con nói làm sao? Nhớ mẹ. Thương con quá à. Ngoại ơi. Ừ. Như vậy là mẹ cháu á, cha cháu là bỏ cháu từ khi nhỏ hả ngoại? Ừ, bỏ rồi mới có sinh cái này rồi cái bỏ tôi nuôi, cái để thằng này nữa cái không lo cái tôi nuôi luôn. Trời ơi trời, nhưng mà mẹ của cháu á là con gái của ngoại á. Ừ. Sao ngoại không nói là hai cháu nó nhớ mẹ nó rồi kêu về thăm nó một lần ngoại? Mẹ nó không có thăm, mẹ nó không có thương. Nó không thương luôn hả ngoại? Trời ơi trời, mẹ con không thăm con luôn hả con gái? Mẹ có cho tiền mua sữa không? Hay là mua bánh ăn không con? Không. Hồi đó giờ có không? Không. Không cho luôn. Hả? Rồi con thèm bánh quá rồi con làm sao? Khi mà con thấy bạn ăn bánh ngon đó, rồi con thèm rồi con làm sao? Con có lại xin bạn không? Con lại con xin bạn đó, rồi bạn con nói gì sao? Cho bạn miếng nè. Cũng cho con nha. Hả? Ừ. Con gái ơi, con cho chú hỏi thăm nè.
rồi con nhìn bạn thèm bánh gì đó rồi con đi học con không có tiền hả? Dạ. Có tiền không? Không. Trời ơi, trời, coi như là con đi học không có ngàn nào hết trơn. Dạ. Rồi có khi nào mà có tiền không? Lâu lâu mới có nữa. Lâu lâu mới có ha. Dạ. Là có là được bao nhiêu? 5 ngàn nha. Sao mà ngoại không cho cháu mà lâu lâu mới có ngoại? Không tiền. Mày bệnh hoài có tiền trong cơm không à? Trời ơi, bữa có người ta cho cá ăn, có bữa ta không cho luôn, cũng cơm cơm. Ừ, rồi cháu Tính có đi học không ngoại? Cháu Tính mới 4 tuổi à. Mới 4 tuổi là ở nhà với ngoại ha? Ở nhà có chừng đó. Rồi như vậy sao ngoại đi lụm dây cai được? Bỏ đại. Hả? Bỏ thí luôn. Bỏ thí gì đó hả? Ừ. Rồi tự cháu nó ở nhà lên vậy đó. Tự tự nên đói chứ rồi nó kiếm bơi cầm cầm nó ăn được. Ừ. Ngoại ơi, ngoại cho con hỏi thăm nè. Dạ. Rồi ngoại đi lụm dây chai như vậy để nuôi hai cháu đó. Dạ. Rồi như vậy rồi tiền đâu mà ngoại mua sữa cho cháu nữa. Không có mua bịch nào không có tiền. Người ta uống nó đứng nó dòm. Rồi thấy con cô cháu mình không có cũng khổ mà không có tiền mua luôn. Không có tiền mua luôn ha. Không, ăn cơm vậy đó. Không có bánh. Con thấy nó ăn cơm không quẹt, thấy cũng thương quá ngoại sao mà. Ngoại không mua cá mắm gì cho cháu nữa. Tuần nay bệnh không có tiền. Đi không nổi. Không nổi. Nay còn nổi tính đi xuống dòng mò ốc. Tính đi bán kiếm tiền cho cháu nó ăn. Rồi trưa đi rồi mấy cứu vô tới. Nhưng mà ngoại ốm yếu rồi sao xuống sông được. Xuống thấy có bữa về bệnh. Bởi nó đi xuống mất ốc về cho nó ăn cái về mình mấy nước cứng hết trơn đau luôn tới nay luôn. Ngoại cho con hỏi thăm nè, có khi nào mà ngoại thấy hai đứa cháu mình đó nó thua thiệt cũng như là nó không có bằng con cháu người ta đó. Rồi ngoại buồn ngoại khóc không? Buồn chứ, nhiều niềm khóc. Rồi cái đấy còn ngoại cháu mình cái tuổi cái ngồi dòm đó, ngủ không có được. Trời ơi. Ngồi dòm mà cái thấy cháu mình nó lần qua mình trở lại. Một đêm tôi ngủ từ nửa đêm nữa. Cầu lo hay ngoại ha? Giàu lo dữ lắm. Ừ. Tôi giàu chứ không có ngày nào mà tâm tôi yên. Nhưng mà cha cháu đó, thì bỏ cháu thì cũng đã đành đi. Còn cái này con gái ruột của ngoại rồi bỏ con mình rồi không lẽ bỏ mẹ mình luôn sao? Bỏ luôn. Không có thương đâu. Bây giờ mình nói có tiền á thì kêu nó biết là nó về nó mượn rồi nó gặp nó đi nó mất trả. Thì con ngoại nói thật. Tại vì mấy niệm con quay lên là con gái ngoại coi được đó nghe. Biết. Tôi vẫn biết con tôi có sao tôi nói vậy. Tôi niệm Phật ngày đêm tôi không có nói láo. Giờ nào tôi ngồi tôi cũng niệm Phật hết cho tiêu tan chiến nghiệp cho hết khổ. Con gái ơi. Con cho chú hỏi thăm nè. Có khi nào con thấy ngoại con ngồi khóc không? Có. Rồi lúc đó con làm sao? Ôm ngoại. Ôm ngoại rồi nói cái gì cho ngoại nghe đâu. Kể cho chú nghe coi. Trời ơi đừng khóc nữa. Con nói gì đó ha. Rồi sao chú thấy ngoại khóc rồi con muốn khóc theo luôn vậy? Thấy ngoại buồn. Ngoại buồn là con cũng buồn luôn. Dạ. Ngoại khóc kìa Tính. Ngoại khóc kìa con làm sao cho ngoại nín đi Tính. Ngoại ơi, ngoại cho con hỏi thăm nè. Thì với cái cuộc sống nó khó khăn như vậy đó ngoại. Rồi nếu mà có được một ước mơ thì ngoại ước mơ điều gì ngoại? Ước mơ có mẹ để nuôi cháu tôi. Nó nằm học nên ngồi. Trời ơi, sao ngoại không ước cho bản thân ngoại? Con thấy ngoại cũng già. Ngoại già rồi. Cầu mong con sống để nuôi cháu. Để được nên người là rồi mất cũng được. Ngoại sợ không ngoại? Ngoại thì ngoại rầu, ngoại lo cho hai đứa cháu mình. Chứ ngoại không có lo cái gì cho ngoại hết á. Ngoại cứ lo buồn ngoại như mật vậy thôi à. Chứ ngoại ngoài ra ngoại không biết nói gì nữa. Có khi nào mà ngoại suy nghĩ trong lòng mình là nuôi không nổi không rồi ngoại cũng cho không? Không, không có cho mà nhưng cái có cơm ăn được rồi. Mình ước mơ là cho cháu mình học được nên người.
bây giờ thì hai cháu nó bự bự nè, còn cái lúc mà nhỏ xíu như vậy đó rồi sao ngoại làm đi làm được? Ngoại bỏ vô cái sọt xài á, ngoại để cho đít xe á, ngoại kéo đi bán bong bóng á, lấy tiền để mua sữa, đi dọc tới đâu thì mua sữa tới đó, bán được cái bong bóng đi mua bịch sữa, rồi vô bình đút cho cháu uống. Rồi trời mưa thì chạy vô mưa hiên đục ôm cháu mình, bỏ xe mưa như nó mưa, rồi hết thì để cháu vô đậy lại chạy về. Rồi rồi ví dụ như chị vừa nắng quá rồi sao ngoại? Bán nắng quá thì để xe đó đó rồi ẩm nó vô cái dù người ta đứng rồi chị, ai mua ẩm ra bán. Là ngoại giữ mấy năm liền gì đó em? Giữ thì nhỏ lớn luôn. Nhờ ngoại nó mới có mạng sống này, giờ không có là cũng như là không có mạng sống luôn. Trời ơi. Cũng ước mơ á, bà con cô bác giúp đỡ nuôi hai đứa trẻ á, chứ để ngoại giờ đau ngoại không thấy đường, ngoại không nuôi nổi. Nãy con nghe ngoại nói là ngoại tính đi chữa đôi mắt ngoại á, là bao nhiêu tiền ngoại? Không biết nữa. Chưa biết tiền nữa? Không. Rồi thí dụ nhiều tiền quá rồi ngoại tính sao? Có nhiều tiền để lo cho cháu học, rồi thì mình trị đôi mắt, rồi mình thấy đường ước mơ làm nuôi cháu nên là. Ví dụ như mà bây giờ nhiều tiền quá rồi ngoại không đủ tiền rồi ngoại làm sao? Thì cũng ráng chịu thôi chứ giờ biết sao giờ. Nhưng mà không thấy đường rồi sao nuôi cháu? Thì mình cũng không biết sao nói nữa, giờ anh em mạnh thường quân trong nước ngoài nước giúp giùm chứ mình cũng không hiểu được. Con gái ơi, con cho chú hỏi thăm nè, ngày hôm nay mấy chú quay phim con á. Rồi con có điều gì nhờ quý vị khán giả giúp đỡ không? Mắt giùm ngoại con. Chú mắt giùm ngoại con. Chú mắt giùm ngoại con hả? Dạ. Rồi sao con không xin mua sữa cho con uống mà con xin chữa mắt cho ngoại? Không có sữa con uống nước lạnh con ruột nữa. Trời ơi, trời. Ngoại lạnh nước lạnh. Con uống nước lạnh cũng được nữa hả? Ừ. Con nhịn sữa luôn. Ừ. Cho ngoại thôi. Tính ơi, à? Con có nhờ quý vị khán giả giúp cho con điều gì không? Dạ, chữa mắt cho ngoại. Chữa mắt cho ngoại hả? Dạ. Chữa mắt cho ngoại rồi hết tiền mua sữa rồi sao? Để uống nước lạnh. Để uống nước lạnh hả con? Dạ. Rồi con thèm sữa quá rồi sao? Thèm sữa quá rồi sao chịu được? Nhịn sữa được không? Dạ. Được hả? Rồi hết tiền mua đồ ăn rồi sao? Ăn nước tương. Ăn nước tương hả? Tràng ơi, tràng thương quá quý vị khán giả ơi. Là hai con mà không cần tiền luôn, chỉ cần chữa mắt cho ngoại là được rồi. Tràng ơi, tràng. Nhưng mà chữa mắt cho ngoại là hết tiền mua đồ ăn luôn đó nghe. Chịu không? Rồi không có đồ ăn ăn rồi ăn cơm với gì? Nước tương. Cái tương luôn hả con? Trời ơi trời. Con gái cho chú hỏi thăm nè, từ hồi đó tới giờ ngoại có dẫn con ra quán ăn cơm chưa? Chưa. Chưa luôn hả? À. Con biết cơm sườn không? Biết. Rồi con có ăn thử chưa? Chưa. Con thèm không? Thèm. Trời ơi. Tính có ra quán ăn cơm chưa? Chưa. Chưa luôn hả? À. Chàng ngoại có dẫn con ra quán ăn bún không? Có không? Không. Không có hả? Vậy ăn cái gì? Cơm. Ăn cơm với gì vậy? Với kho quẹt. Với kho quẹt hả? Thấy thương quá quý vị khán giả ơi. Con hết rồi. Nhìn hai cháu ăn cơm mà giống như là cái món ruột của hai cháu á, cho nên là nó ăn mà mình thấy là mình muốn ăn heo luôn, muốn gì vậy? Đơn heo hải vị của hai đứa nhỏ nè, rau muống luộc. Vậy là mình quyết định nha, tính nha, mình quyết định là mình nhịn đói là mình cho ngoại chữa mắt nha, chịu không? Là không uống sữa nữa, chịu không? Chịu không? Chịu không? Nói chú nghe coi. Chịu luôn nha, mình quyết định nha. Không hối hận nha. Gái, giờ chú hỏi nè, rồi ăn khu quẹt này rồi có ngán không? Không. Ngon không? Không. Bờ.
ví dụ là một tháng 30 ngày đó phải cho con ăn bao nhiêu ngày của quẹt? Có hoài. Hoài hả? Dạ. Ăn rồi gì rồi có ngán không? Không. Hay ngồi nếu gì. Dạ. Thì ngày hôm nay á con ghé thăm ngoại cũng như là hai đứa cháu nè. Dạ. Thì cũng có phần duyên. Dạ. Của Quý Mạnh Thường Quân. Dạ. Gửi đến cho ngoại trong ngày hôm nay nha. Dạ. Thì đầu tiên đó là có chị Mai Hương Em. Dạ. Chị Mai Hương Em gửi cho ngoại là 3 triệu. Dạ. Còn có thêm Quý Mạnh Thường Quân là một người cô cùng với hai người dì út. Dạ. Sẽ gửi cho ngoại thêm là 2 triệu nữa. Dạ. Thì tổng số tiền trong ngày hôm nay á là 5 triệu gửi cho ngoại nha. Dạ. Rồi ngoại ngoại điếm, ngoại ngoại điếm lại thôi, cho đủ thôi. Ngoại điếm, không, ngoại điếm. Dạ. Thì lặng cho mấy anh em con đưa đủ mới được. 2 3 4 5 6 7 7 là 3 triệu rưỡi hả? 3 triệu 6 3 triệu 8 4 triệu 5 triệu 2 4 triệu 4 5 triệu 6 17, 18, 19, 5 triệu. Ừ. Thì đó là số tiền của chị Quý Mạnh Thường Quân là chị Mai Hương Em. Ừ, cảm ơn. Để cho ngoại là 3 triệu. Cảm ơn chị Mai Hương Em. Cô với hai người dì út. Gửi thêm 2 triệu nữa. Dạ, cảm ơn hết. Ừ. Nhưng có ngày vui hạnh phúc và giàu sang đừng giúp đỡ các người nghèo khổ. Ừ. Cũng tính chúc một có một ngày vui mạnh khỏe. Ngoại có bảo hiểm không? Ừ. Thì bữa đó mấy ông cho triệu chạy mua bảo hiểm thì mừng khóc luôn. Ừ, vậy là có bảo hiểm ngày mai đi chữa mắt đi nghe. Dạ. Ừ, con gái ơi. Con gái cho chú hỏi thăm là mấy để tới một Quý Mạnh Thường Quân á trao tiền cho con với ngoại con đi chữa mắt nè. À, thực hiện điều ước của con đó là con có lời gì muốn gửi tới Quý Mạnh Thường Quân không? Không, không cảm ơn. Cảm ơn chú. Ừ, Quý Mạnh Thường Quân cho tiền. Cảm ơn ông bà đi. Cảm ơn ông bà. Cảm ơn bà. Lã làm gì mà con cảm ơn? Cho tiền. Cho tiền làm gì? Chữa mắt cho ngoại con. Ừ, rồi con gửi lời cảm ơn ha. Rồi tính con có lời gì muốn gửi tới Quý Mạnh Thường Quân cho tiền cho ngoại đi chữa mắt không? Cảm ơn cảm ơn Mạnh Thường Quân ha. Dạ. Dạ rồi. Dạ, quý vị khán giả, quý vị Mạnh Thường Quân trong nhà ngoài nước. Thì một lần nữa cho Ngôn cùng với Thanh Trúc á, xin phép được thay mặt gia đình để là cảm ơn chân thành đến quý Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình trong ngày hôm nay. Dạ rồi, còn bây giờ thì Ngôn cùng với Thanh Trúc cũng như là mấy anh em xin phép được kết thúc video và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở một video tiếp theo.